Những năm gần đây, trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, nhiều chất liệu văn hóa truyền thống của miền Tây Nam Bộ được khai thác, ứng dụng một cách đầy sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Dường như càng hội nhập sâu rộng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong một thế giới phẳng, người ta lại càng có nhu cầu tìm về các giá trị văn hóa cốt lõi như biểu hiện của lòng tự tôn dân tộc. Người miền Tây phát huy bản sắc miền Tây đang là một dòng chảy đi cùng với những chuyển động kinh tế của đất chính rồng hôm nay. Điều đáng quý, nhiều người trẻ đang đóng vai trò dẫn đầu, tiên phong cho xu hướng này. Giữa nhịp sống hối hả lao về phía trước, có một bạn trẻ quê Vĩnh Long lại ngược dòng tìm về quá khứ vàng son, lắng nghe các giá trị xưa cũ kể những câu chuyện sắp bị lãng quên. Cái đó là cái cơ duyên của em. Thứ nhất là em được sống trong một cái không gian là vốn dĩ là truyền thống, là cái ngôi nhà em hiện tại đang ở, là một cái ngôi nhà được xây dựng vào thập niên 70. Nhưng mà điều đặc biệt là phía bên trong là những cái hiện vật và những cái vật dụng được sử dụng là có trước đó vài chục năm, có những món là cả trăm năm. Thì khi từ bé em lớn lên thì được tiếp xúc những cái hiện vật đó rồi những cái món đồ đó, dần dần các em cảm thấy nó có nhiều cái điểm hay, và ngoài ra thì được cái kiến thức từ ông nội em truyền lại cho em, thì dần dần em cảm thấy là những cái giá trị này cần nên tìm hiểu và lưu giữ lại nó để cho những cái người thế hệ mai sau mình còn biết tới. Sinh năm 2000, vậy mà vốn kiến thức về các giá trị bản sắc miền Tây Nam Bộ của Duy Linh đã khá dày dặn, và bạn trẻ này có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nhân của nhiều ngôi nhà cổ trên dải đất Cửu Long. Danh xưng Linh nhà cổ đã như một bảo chứng cho những gì mà Duy Linh đang cất công tìm hiểu và khôi phục. Chân qua theo lối đuôi cong mà Duy Linh đang tái hiện là một kiểu trang trí truyền thống của lễ Tết miền Tây xưa. Lối cắm cầu kỳ chứa đựng nhiều triết lý đã thể hiện tầm quan trọng của bàn thờ gia tiên trong tâm thức người Nam Bộ, mối liên kết thiêng liêng và sự ngưỡng vọng của hậu bối với tiền nhân. Không chỉ cất công phục dựng, ghi nhận hiện trạng kiến trúc nghệ thuật của nhà cổ, mà thông qua việc thạo chữ Hán, chữ Nôm, Duy Linh đã giúp gia chủ dịch được tư liệu cổ, liễn đối, gia phả, góp phần hiểu thêm về lai lịch căn nhà truyền đời của dòng tộc, một không gian vốn được xem là trầm mặc, khép kín. Một món đồ được ở đúng cái vị trí của nó và đúng cái chức năng của nó thì nó sẽ khơi được cái giá trị của cái món đồ. Và khi đi nhà cổ, nhiều nhà cổ em mới phát hiện ra một điều là có nhiều món đồ họ trưng nhưng mà không đúng vị trí, hoặc là họ để không đúng chức năng, thì mình bắt đầu mình sẽ xin phép và dời, hoặc là mình đổi lại cái vị trí, hoặc là mình trưng bày lại. Thì khi mà họ nhìn vô, cái món đồ này nó nằm ở đó là như vậy hả con, thì mình chia sẻ, bắt đầu họ cảm nhận được những cái giá trị đó. Quyển Tản mạn kiến trúc Nam Bộ ra đời với sự chấp bút của Duy Linh cùng nhóm tác giả, mà đa phần ở độ tuổi dưới 30, là một nỗ lực đáng quý, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của người trẻ với các giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc, trong đó có văn hóa miền Tây Nam Bộ. Linh nhà cổ có một cách truyền tải thông tin khá độc đáo, thức thời. Đó là tận dụng chính sự lan tỏa của mạng xã hội, vốn được người trẻ ưa tương tác, để đăng ảnh, viết bài, lập kênh riêng về kiến trúc và văn hóa miền Tây trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhờ những nỗ lực đáng quý đó mà nhiều người cảm nhận sâu hơn văn hóa một vùng đất, giúp hiểu hơn cách người miền Tây dựa vào thủy văn thổ nhưỡng để định cư, thường là ven sông và trên những gò đất cao ráo, cây trái trù phú, sông sâu nước chảy. Hành trình chạm vào hồn cốt văn hóa miền Tây còn dẫn lối cho Duy Linh gặp gỡ những bạn trẻ tuy nhiều hoàn cảnh, khác nhau ở nhiều lĩnh vực, nhưng có chung niềm đam mê với bản sắc miền châu thổ, cùng trân trọng quá khứ để dựng bước vào tương lai. Sinh ra và lớn lên ở nhà cổ thì điều mà em rất là tự hào, nhưng mà em chưa có nhiều kiến thức về nó. Nhưng lớn sau này mình gặp Linh và những người bạn cùng trang lứa với mình, họ truyền cảm hứng cho mình là hỏi là nơi này rất nhiều giá trị mà mình chưa thật sự nhận thức được. Thành ra đến khi cái giai đoạn này em nhận thức được, thấy là tại sao mình lại bỏ lỡ những cái giá trị, những cái di sản đẹp như vậy.
thì sau này mới biết là à, nhiều người họ cũng có cái ý muốn là muốn tham quan nhà cổ. Thì lúc đó em cũng nghĩ là à, nếu mình làm du lịch thì nó cũng là một cái hình thức rất là thú vị, tại vì mình có những cái di sản rất là đặc biệt và cũng muốn cho mọi người thấy được là cái nét đẹp của nhà mình. Nè, giống như đây nè, Phước, Địa, Ngọc, Lân, Thường, Tác, Thủy. Bên kia là Minh Thiên Kim Phụng Ứng Chiều Minh. Cái nghĩa của nó là cái đất tốt lành. Nhờ lần gặp gỡ với Duy Linh mà Mỹ Linh, một cô gái cũng sinh năm 2000, mới được thôi thúc ý nghĩ phát huy giá trị căn nhà cổ mà tuổi thơ mình đã sinh ra và lớn lên. Một ngôi nhà có sự giao thoa giữa trường phái tân cổ điển bên ngoài và các bao lam thành giọng tinh xảo đậm tính Á Đông bên trong, phản ánh giai đoạn lịch sử từ năm 1900 đến 1930 ở Nam Kỳ thời bấy giờ. Nhưng làm du lịch trên nền tảng di sản văn hóa giàu có này tưởng dễ mà không hề đơn giản. Những người trẻ đã kết nối, tìm gặp nhau để cùng giải bài toán về tính khả thi cho việc đem di sản văn hóa vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống, trong đó có du lịch. Đối với cái nhà cổ này đi thì cái thế mạnh của nhà cổ đó là một cái cùng đi cực kỳ đẹp. Từ cái quốc lộ là mình có thể đi bộ hoặc là đi xe đạp hoặc là đi đường sông vào tận đây luôn. Và nguyên một cái không gian ở đây đó là đúng thật là như một cái làng. Để gọi là một vùng văn hóa có thể khai thác du lịch được thì đó phải là một cái chuỗi các điểm đến liền kề nhau và nó có cái sự tương hỗ lẫn nhau. Mỗi nhà cổ sẽ khai thác một cái dịch vụ khác nhau, ví dụ như có nhà sẽ làm lưu trú, có nhà sẽ làm dịch vụ tham quan trải nghiệm, có nhà sẽ làm ăn uống vân vân. Và xung quanh đó vẫn phải có những cái điểm cộng hưởng thêm, ví dụ như là làng nghề truyền thống nè. Chứ mình không để các nhà dẫm chân lên nhau thì đó sẽ phá đi cái tính bền vững trong cái tính cộng đồng. Riêng với Nguyễn Ngọc Sương, ứng dụng văn hóa miền Tây là một bước ngoặt để từ một sinh viên ngôn ngữ ra làm trong lĩnh vực du lịch. Bạn trẻ này quyết tâm học lên ngành di sản học để làm kim chỉ nam cho việc đưa bản sắc vào các hoạt động. Thì các bạn sẽ tập trung được và từ cái chuyện vui đó là bắt đầu các bạn sẽ nhớ. Nhớ xong rồi thì các bạn sẽ học được. Cái lứa tuổi tiểu học đến khoảng lớp 6, lớp 7 đi. Thì cái thời gian mà các bạn tập trung tốt nhất là khoảng 45 phút. Và càng nhỏ thì cái mức độ tập trung sẽ càng thấp hơn. Thì như vậy là cũng với một cái sản phẩm, ví dụ như cũng với một cái nghề, thì mình sẽ gia giảm cái hoạt động như thế nào để vừa đủ gói gọn cho cái khung lượng thời gian mà các bạn có. Đó, những giá trị gốc phải lưu giữ. Nếu mà các bạn trẻ không có trang bị một cái kiến thức nền, một sự hiểu biết về lịch sử, về văn hóa của vùng đất, thì đôi khi chẳng những là không góp phần bảo tồn và phát huy, mà lại còn làm phai nhạt những cái giá trị bản sắc văn hóa gốc. Một khi đã chọn cách du lịch khai thác từ văn hóa bản địa, đó là một con đường cực kỳ khó khăn và chông gai. Thì cái cách tiếp cận của mình ngay từ khi mà mình làm sản phẩm, mình phải cùng đồng hành với người địa phương để hiểu đúng cách làm và thống nhất được cái cách làm để nó không có bị biến tướng. Mình phải bình tĩnh để mình không bị chạy theo cái dòng xoáy về doanh thu, về lợi nhuận. Dĩ nhiên doanh thu lợi nhuận là cái mình mong muốn.
Tuy nhiên đó không phải là cái cuối cùng, mà mình phải làm sao mà mình sẽ cân bằng được cái giá trị kinh tế và cái giá trị văn hóa khi mà mình làm một cái mô hình du lịch bền vững. Như vậy, khai thác các yếu tố văn hóa bản địa cần có cái tâm và cái tầm. Tâm huyết thì cần đủ lớn, còn để nâng tầm, nhiều bạn trẻ đã chọn cách vừa tương tác thực tế, chịu khó cất công điền giả, vừa nghiên cứu sách vở và học cao hơn để lấy đó làm kim chỉ nam, hòa quyện vào thực tiễn sinh động. Dùng các chất liệu gợi nhắc về miền Tây trong không gian sắp đặt của một quán cà phê là một hướng đi mà người chủ quán 9X đang theo học ngành di sản học này tìm tòi sáng tạo nên. Mộc mạc mà sang trọng là những cảm nhận đầu tiên khi khách hàng đặt chân vào không gian văn hóa này. Khi chúng ta nhìn xa ra cái khung của Thương Hồ, chúng ta sẽ thấy cả những cánh đồng xen bát ngát, cả những chiếc xuồng cui len lỏi trong kênh rạch, cả những con cá lội tung tăng. Chúng ta đứng một yên một chỗ và chúng ta nhìn về nó. Nó nhắc nhớ mình. Nó làm cho mình phải nghĩ về ngày xưa là ông bà ta đã sống với Thương Hồ. Nó là cái nghiệp mà xây dựng nên cái vùng đồng bằng này. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều mô hình kinh doanh vận dụng chất liệu văn hóa miền Tây như vậy, không chỉ dưới khía cạnh trang trí mỹ thuật, mà còn biến tấu vào nguyên liệu và phong cách ẩm thực, mang đến những trải nghiệm quen thuộc mà vẫn độc đáo, ấn tượng cho du khách. Định hướng của công ty Tính sẽ là cải tân cái hình thức sử dụng dịch vụ trong ngành F&B và lấy văn hóa làm cốt lõi. Cái thứ mà hằng ngày mình tiếp xúc, hằng ngày mình ăn uống, được nghe, được thở, nó ngay tại cái vùng Tây Nam Bộ này. Những năm qua, nhiều địa phương ở miền Tây đang tạo dựng các thương hiệu lễ hội đặc trưng như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, lễ hội cua Cà Mau, lễ hội cá tra, lễ hội sen, lễ hội quýt hồng. Một minh chứng cho thấy các giá trị văn hóa bản địa đã được vận dụng để làm đòn bẩy thúc đẩy du lịch. Làm văn hóa giờ đây cũng là làm kinh tế. Đó cũng là biểu hiện cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của bà con và du khách gần xa. Bởi vì hồi xưa tới nay thì người ta nói là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa là thường là cơ quan văn hóa hoặc là những người cao tuổi. Nhưng mà gần đây cái giới trẻ hết sức tích cực, nhiệt tình tham gia vào việc ứng dụng các giá trị, các bản sắc văn hóa vào đời sống. Thì đây là một cái điều đáng quan ngân. Bởi vì văn hóa nó nói lên một cái giá trị thật, một cái giá trị bất biến, và nó là căn bản của đời sống tinh thần con người. Mặc dù có nhiều thách thức trước công cuộc hội nhập quốc tế, song bằng tình yêu di sản dân tộc, bản sắc văn hóa của xứ sở, vẫn đang có nhiều người trẻ miệt mài theo dấu người xưa, đi tìm tinh hoa văn hóa và lan tỏa những giá trị ấy. Đó là những nền tảng nhân văn vững chắc giúp thanh niên tự tin hòa nhập mà không hòa tan trước làn sóng công nghiệp 4.0. Tuy văn hóa là một phạm trù rất rộng và cũng đòi hỏi chiều sâu khi khai thác, nhưng với sự lớn mạnh của những cộng đồng trẻ tuổi bàn về văn hóa, làm văn hóa, sáng tạo trên nền tảng văn hóa, tin chắc rằng văn hóa bản địa của miền Tây sẽ ngày càng phong phú, giàu sức sống và mang nhiều lợi ích kinh tế cho xứ sở quê hương.